Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia. Trước nên kính lễ chư tôn tìm đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu chư thực. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 366. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanataya Sawanda Mi Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Vichetako Lo Kasasatha Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chánh này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sinh thoát ly phiền não trói căng, tôi thượng giáo chủ, kỹ năng vô lượng. Từ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tâm mô bá đi bồ quý giá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa quý nà khá rô cổ sắp và nhu bút thập và tí phù tí sành nha tù hoàn đà má hành tăng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng phụ minh pha tan lầm lạc dũng sinh đầy dòng phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su ca ta sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm mát sê kha cô nên đà bát sân sa đi hà nà đá rô quá rô hoàn đà má hành tăng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh vong đà tâm học mông rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ tiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ra tận hết tới gia tề chê nó sẽ kha mê ê tu quá ta năng tác xa phí a nú pha quê nó sẽ hạ xa dê nó sẽ chặt tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 366. Xin phép chúng tôi đọc trước ha. Appala phù phi chê phi khu. Appala phù phi chê phi khu. Ba la phô pi chê phích khu. Câu số 2. Sa la phăng na ti manh nhá ti. Sa la phăng na ti manh nhá ti. Sa la phăng na ti manh nhá ti. À, bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Ấp ba la phù pi chê phi khu sa la phăng na ti manh nhá ti. Ấp ba la phù pi chê phi khu sa la phăng na ti manh nhá ti. Ấp ba la phù pi chê phi khu sa la phăng na ti manh nhá ti. Ai, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Tăng quê đề hoa bát sân sanh tí. Tăng quê đề hoa bát sân sanh tí. Tăng quê đề hoa bát sân sanh tí. Câu số 4. Xuất tha chi huynh á tành đi tăng. Sút tha chi huynh á tành đi tầng. Sút tha chi huynh á tành đi tầng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha.
tăng quê đề hòa ba sẵn sẵn tít sút thảo hòa à sút thà chì huynh á tăng đi tăng tăng quê đề hòa ba sẵn sẵn tít sút thà chì huynh á tăng đi tăng tăng quê đề hòa ba sẵn sẵn tít sút thà chì huynh á tăng đi tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 366 bằng giọng kinh ha. Ấp ba la phù bí chê phí khu sá la phần na thí mạnh nhá thí tăng quê đề hòa bá sẵn sanh thí xuất thà chi huynh á tành đi tăng. Ấp ba la phù bí chê phí khu sa la phần na tí mạnh nha tí tăng quê đề hòa bát sẵn sành tí xuất tha chi huỳnh á tành đi tăng. Ấp ba la phù bí chê phí khu sa la phần na tí mạnh nha tí tăng quê đề hòa bát sẵn sành tí xuất tha chi huỳnh á tành đi tăng. Như vậy câu Phật ngôn 366 chúng ta muốn thành công chỉ có đọc một hơi thôi, còn quý vị hai hơi thì quý vị coi như mệt nghỉ ha. Nhưng mà mệt á, quý vị cố gắng dừng lại nơi trường âm. Khi nào mà quý vị đứt hơi á, đứt hơi chứ không phải là đứt bóng nè, quý vị mệt á, quý vị hụt hơi á, thì quý vị nên dừng lại nơi trường âm ha. Và lì nếu mà quý vị dừng lại nơi đoạn âm thì khó nghe. Quý vị cố gắng hả, mà bảo đảm quý vị trong cái room này, cái câu Phật ngôn 366 đọc một hơi là chuyện nhỏ ha. Thưa sức mà. Và đọc lại ha, giọng kinh. Ấp ba la phù bí chê phí khu sá la phần na tí mạnh nhá tí tăng quê đề hòa bát sẵn sanh tí xuất thà chì huỳnh á tành đi tăng. Rồi bây giờ đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ, cố gắng hai câu ha. Dầu cuối cái câu số 2 đó nó là đoạn âm thì giọng kệ chúng ta đọc luôn luôn hai câu, đừng đọc từng câu một ha. Ở đây bài này giọng kệ tương đối dễ hơn là giọng kinh. Appala phô bi chê phi khu sa la phăng na tì manh nha tì tăng quê đê hoa ba sang san ti sun tha chi huynh a tăng đi tăng. Am ba la phô bi chen khu sa la phăng na ti man nha ti tăng quê đê hoa ba sang san ti sun tha chi huynh a tăng đi tăng. Am ba la phô bi chê phình khu sa la phăng na tì manh nhà tì tăng quê đê hoa ba sang san tì su tha chi huynh a tăng đi tăng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, rồi đưa bàn tay lên nhanh quá, đây là cái giải liều lĩnh ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Liều lĩnh, liều mạng hay liều gì cũng được sư, miễn cả bài cho xong sư, làm bổn phận cho xong. Còn con mới ăn chút xíu tí thôi, chưa có ăn nhiều nữa, còn đói bụng lắm. Con đọc xong con đi ăn tiếp đó sư. Con xin trả bài kinh, con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 366. Dạ con đọc
câu này nhiều trường âm quá, người nào đọc nhanh thì sư la là chứng bị loãng âm, mà đọc dài quá lề 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 dài dài mà xui xẻo là mấy câu cuối, ba câu trên đó chữ cuối toàn là loãng âm không. Chắc chết quá, kỳ này chắc chết, hồi dán đọc xưa. Dạ con bắt đầu con đọc là Apala po pi se pi kusala phang na ti man nya ti tang we de wa pa san sang ti chu tha chi quân a tan ti tang. Apala po pi se pi kusala phang na ti man nya ti tang we de wa pa san sang ti chu tha chi quân a tan ti tang. Thở chút rồi ta. Còn phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhắn phá đoạn âm la phô, hai trường âm thông thường. Phí đoạn âm chê, trường âm thông thường. Phí đoạn âm trường âm nhắn khú đoạn âm. Con mắt con đọc cái chữ 1 mà cái đầu của con á, cái tâm của nó nhảy qua chữ thứ 2 rồi. Chậm chậm lại một chút. Con làm lại nha. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, la phô, hai trường âm thông thường, thí đoạn âm, chê trường âm thông thường, phí trường âm nhắn, khú đoạn âm, xá, câu hai xá đoạn âm, la trường âm thông thường, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, manh trường âm nhắn, ná tí hai đoạn âm, Appala po pi se pi kusala phang na ti man nhát ti. Câu 3, câu 4. Tăng quê đề hoa phá sang sanh ti xuất tha chi huynh á tranh ti tăng. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đề hoa ba trường âm thông thường. Tá đoạn âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xanh trường âm nhắn, tí đoạn âm, trời đất sao nó gì ăn cay cũng vậy đó. Câu số 4, suốt trường âm nhắn tha chi là hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tăng tanh trường âm nhắn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê đề hoa bá sang sanh tí xuất tha chi huynh át tanh tí tăng. Đọc lại bốn câu luôn. Áp áp pa la po pi se pi ku sa la phang na tí manh nhá tí tăng quê đề hoa bá sang sanh tí xuất tha chi huynh át tanh tí tăng. Oh my god. Áp Appala po pi se pi kusala phang na ti man nya ti tang we de wa pa sang san ti suk tha chi win a tang di tang. Trời ơi đọc một hơi như sư là con đứt hơi luôn. Thôi để con kể đi. Appala po pi se pi kusala phang na ti man nya ti tăng quê đề hoa pa sang sang tỷ su tha chi quên a tăng đi tăng áp pa la phô pi se pi khô sa la phăng na ti man nha ti tăng quê đề hoa pa sang sang tỷ su tha chi quên a tăng đi tăng tỳ kheo giàu được ít không khinh điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, thấy ba cái bông hướng dương vàng thè của sư cho là chắc mắm rồi đó, không có bị sư dày đâu ha. Còn cảm ơn sư trước nha, cảm ơn quý vị cho bông qua nha. Dạ, mà nếu mà con có sai sư cũng sửa đó sư. Còn lúc này con tâm trí con để tùm lum nhiều chỗ lắm sư. Nhiều thứ trong cái đầu con nó không tập trung được cái gì, bởi vậy nhân đa sự ắt vô trí thôi sư. Con xin nhượng máy cho người khác à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng.
Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, con xin trả bài câu pháp cú 366 ạ. Áp ba la phô bi chê phật cú sa la phăng na ti mình nha ti tăng quê đê hoa ba sẵn sàn ti sát tha chi huynh a tành đi tăng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, la phô hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, xá đoạn âm, la trường âm thông thường, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm. Ba la phô bi chê phít khu sa la phăng na ti mình nha ti. Dạ con phân tích câu 3, câu 4. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê đê qua ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, suốt trường âm nhấn, tha chi hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tanh trường âm nhấn, đí đoạn âm và tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê đê hoa ba sằng sàn tí suốt tha chi huynh á tanh đí tăng. Và con đọc lại hết bài. Áp ba la phô bi chê phích cú sa la phăng na ti mình nhát ti tăng quê đê qua ba sang san ti suốt tha chi huynh a tanh đi tăng. Áp ba la phô bi chê phích cú sa la phăng na ti mình nhát ti tăng quê đê qua ba sang san ti suốt tha chi huynh a tanh đi tăng. Dạ con xin kể. Ba la phô bì chê phích khu xa la phăng na tì manh nha tì tăng quệ đê qua bà sang san tì suốt tha chi huynh à tanh đi tăng. Ập ba la phô bị chê phích khô xa la phăng na tì manh nha tì tăng quệ đê qua bà sang san tì suốt tha chi huynh à tanh đi tăng. Dạ con có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con kính mời người kế tiếp ạ. Alo, 1, 2, 3. Xin chào Thiền Vũ, xin Kim Nhung, xin Thanh Hoàng, xin Tiến Na, xin Thanh Thủy, xin Hà. Chờ chút ha. Xin mê ta phân tích chính xác giọng kệ cũng hay, nhưng mà trong cái giọng kinh alo, xin mê ta chú ý chỗ này ha. Giữa những cái đoạn âm với nhau, giữa cuối câu á, thì câu 1, câu 3, câu 1, cuối câu là đoạn âm chữ khú, và câu 3 thì chữ tí. Những cái chữ này, xin mê ta chú ý ha. Chúng ta ráp lại với nhau giữa câu 1 và câu 2. Thích khú xa là phần thích khu sa la, thích khu sa la, tức là hai cái đoạn âm này chúng ta phải đọc nhanh để qua tới chữ la. La chữ nghĩa là phải đọc lớn lên á, phải đọc kéo dài ra. Khu và thích khu sa la, xin mấy ta nhớ thích khu sa la. Và cái câu 3, câu 4, san tí sút thà, san tí sút,
sanh tí số chữ tí này không nên kéo dài. Kéo dài tức là trong room này người nào tuổi tí họ cũng phiền lòng lắm. À, thì bây giờ xin cố gắng ha. Ví dụ bây giờ chúng tôi xin lặp lại nè. Ban là phù phi chề thích khu sa là phần nà tí mạnh nhá tí tầng quê đề hòa ba sẵn sẵn tí sút thà chì huỳnh á tầng đi tầng ha. À, chắc mấy ta chú ý lại ha. Thích khu sa là ha. Rồi sẵn tí sút thà à, như vậy đi. Thì cái giọng đọc của Sik Mita rất là chuẩn à, cái lỗi kệ nè ha, phân tích nè không có chỗ nào mà chê được. Nhưng mà trong cái giọng đọc thì chúng tôi biết rằng Sik Mita à, sức khỏe cũng yếu, hơi hám thì cũng không được dài, cho nên dừng lại nơi trường âm, đó là điều rất tốt. Nhưng mà đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh một tí ha. À, đọc lại lần nữa ha, xin người ta. Ấp ba là phù bi chề phích khu sa là phần nà ti mạnh nha ti tầng quê đề hòa ba sẵn sẵn ti sút thà chì huỳnh á tầng đi tầng. Alo, mời sư Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 366. Áp ba la phô pi chê phích khu sa la phăng ma ti mạnh nha ti tăng về đề và ba sang sang ti sút thà chi vinh a tăng đi tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, la phô hai trường âm thông thường, ký đoạn âm, chê trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú xá hai đoạn âm, la trường âm thông thường, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm. Con đọc lại câu 1, câu 2. Ta là phô bi chê phích khu sa la phăng na ti mạnh nha ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. V, D, ba. Ba trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xanh trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Sút trường âm nhấn. Tha, chi, hai trường âm thông thường, ring trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tanh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tăng về đề và bát sang xanh tiết xuất tha chi vinh á tanh đi tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 366. Ba la phô bi chê phích khu sa la phăng na ti mạnh nha ti tăng về đề và ta sang ti sút tha chi vinh a tăng đi tăng. Con xin kệ câu pháp cú 366. Ba la phô bi chê phích khu sa la phăng na ti mạnh nha ti tăng về đề và ta sang sanh ti sụt thả chi vinh a tăng đi tăng. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn Thanh Hoàng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú. Để con kéo xuống ạ. 366 ạ.
ba là phổ bi chề phích khu sa là phẳng nà ti mảnh nha ti tằng quề đề hòa ba sằng sàn ti sút thà chỉ quỳnh a tàn đi tằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, la, phô là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, xá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhá, tí là hai đoạn âm. Áp ba là phổ bi chề phích khu sa là phẳng nà ti mảnh nhát tí. Câu 3 và câu 4. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê, đê, qua là ba trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Sút là trường âm nhấn. Tha, chi là hai trường âm thông thường. Wing là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Tan là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti sút thà trì huỳnh át tàn đi tăng. Con xin đọc lại. Áp ba là phổ bi chề phích khu sa là phẳng nà ti mảnh nha ti tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti sút thà trì huỳnh át tàn đi tăng. Con xin kể ạ. A ba la pho bi che phích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đê hoa ba sang san ti sút tha chi huynh a tan đi tăng. A ba la pho bi che phích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đê hoa bà sang san ti sút tha chi huynh à tan đi tăng. Dạ con đã đọc bài kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính nhờ sư chỉ sửa giúp. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 366 ạ. A pa la phù pi chê phích khu sa la phàng na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa sang san ti sút tha chi huỳnh a tăng đi tăng. A pa la phù pi chê phích khu sa la phàng sa la phàng nha ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa sang san ti sút tha ti sút tha chi huỳnh a tăng đi tăng. Con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ. A pa la phổ bi chê phích khu sa la sa la phàng nha ti mạnh nha ti. Áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, la phô là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê là tự trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú xá là hai đoạn âm, la là trường âm thông thường, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, ná tí là hai đoạn âm. Apa là phổ bi chế phích khu sa là phàng nhà ti mạnh nhà ti. Câu 3, câu 4 ạ. Tăng quê đề hòa tăng quê đề hòa ba sẵn sàn ti xuất thà chi huynh a tăng đi tăng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê đê qua là ba trường âm thông thường, pá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, suốt là trường âm nhấn, cha, tha, chi là hai trường âm thông thường, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Áp ba la phô bi chê phích
khu sa la phằng na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa ba sằng sàn ti xuất thà trì quỳnh a tăng đi tăng a ba la phù bi chế phích khu sa la phằng nha ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa ba sằng sàn ti xuất thà trì quỳnh a tăng đi tăng. Con xin đọc lại cả bài ạ. À, con xin kể ạ. A pa la pho pi che phích khu sa la phang nha ti mạnh nha ti tăng quê đề hoa pa sang san ti sun tha chi huynh a tăng đi tăng. A pa la pho pi che phích khu sa la phang nha ti mạnh nha ti tăng quê đề hoa pa sang san ti su tha chi huynh a tan đi tăng. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin kính ngài sửa cho con ạ. Con xin kính tri ân ngài và quý đạo hữu. Con xin xuống nước ạ. Xin mời Hà 24420 ạ. Alo, dạ Hà, chưa vừa lên thì con lên thưa sư. Con kính lãnh lễ ban ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ với chư tăng và các cô tu nữ, xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 366. Appa la pho piche tikku sa la phang ma pi mạnh nha pi tăng về đề hòa pa sam san pi sút tha chi viên á tam đi tăng. Appa la pho pi che phích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng về đề hòa pa sam san ti sút tha chi huynh a tam ni tăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, la pho hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, xá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, ấp ba là phù phi chề phích khú xa là phần má trường nhá tí. Dạ con xin phân tích ba và câu 4. Phăng là nguyên âm, quê đê qua là ba trường âm thông thường, tá là đoạn âm, san là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tha chi là hai trường âm thông thường, nguyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê đê qua pa sam sam tí sút tha chi vinh á tam lý tăng. Dạ con xin đọc lại câu 166. Appa la pho pi che tích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa san san ti sút tha chi vinh a tam đi tăng. Appa la pho pi che tích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa san san ti sút tha chi vinh a tam đi tăng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Appa la pho pi che tích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa sang san ti sút tha chi vinh a tam đi tăng. Appa la pho pi che tích khu sa la phang na ti mạnh nha ti tăng quê đề hòa pa sang san ti sút tha chi vinh a tam đi tăng. Dạ con đã đọc xong ạ. À, xin cảm ơn sư Chí Đức. Dạ con có gì sai nhờ sư sửa giùm con. Con xin cảm ơn toàn thể đạo tràng lắng nghe. Xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sàng Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào bài. Appa la pho bi che tích khu sa la phang na ti mạnh nát
ti tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti su thà chỉ vinh a tăng đi tăng áp ba la phổ bích chế bích khu dạ con sẽ nói con đọc lại áp ba la phổ bích chế bích khu sa la phằng na ti mần na ti tăng quê đề hòa ba sàng sàn ti su thà chỉ vinh a tăng đi tăng áp là trường âm nhấn bá lá là hai đoạn âm phô là trường âm thông thường bí là đoạn âm chê trường âm thông thường phích là trường âm nhấn khú là đoạn âm xá là đoạn âm la là trường âm thông thường phan là trường âm đặt theo dạng nguyên âm na là trường âm thông thường tí là đoạn âm manh là trường âm nhấn nhát là nhát tí là hai đoạn âm áp ba la phô bích chê bích khu sa la phằng na tí mạnh nhát tí câu 3-4 tăng quê đề hòa ba sàn sàn tí xuất thà chỉ quỳnh a tăng đích tăng tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê đề qua là ba trường âm thông thường bá là đoạn âm sang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm son là trường âm nhấn tí là đoạn âm sút là trường âm nhấn tha là tha chi là hai trường âm thông thường quân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm á là đoạn âm tăng là trường âm nhấn đí là đoạn âm tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm tăng quê đề hòa ba sàng sàn tí xuất thà trì vinh a tăng đích tăng áp ba la phổ bích chề thích khu sa là phằng nà tí mạnh nhát tí tăng quê đề hòa ba sàng sàn tí xuất thà trì vinh a tăng đích tăng áp ba la phổ bích chề thích khu sa là phần nà tí mạnh nhát tí tầng quê đề hòa ba sàng sàn tí sút thà trình quỳ a tầng đích tầng con xin kể a ta la phô bi chê kê khu sa là phần nà tí mạnh nhát tí tầng quê đề hòa ba sàng sàn tí Sutta Chivan Atang Dittang. Dạ, con có sai, xin mời sửa. Dạ, con cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Kim Dung. Dạ, con xin trao mất cho người kế tiếp. Alo, Sittina, Sittina mùa xuân chờ một tí ha. À, đúng rồi, Huynh Giang Nhật Hà. Cái lỗi nặng nhất của Sĩ Khà ở đây chính là trường âm thông thường. À, khi mà đọc theo dòng kinh thì sai. À, nhưng mà qua cái giọng kể thì lại đúng. À, ấp ba là phù vị. Cái chữ đầu tiên, ấp ba là phù vị. À, thì cái chữ này á, ô Sĩ Thanh Hoàng không nghe hả? Các vị khác còn nghe không? À, thì chữ la thiếu cái dấu huyền ở trên, cho nên chữ ba lá hồi nãy á, Sĩ Thà phân tích á, thì ốc mà trường âm là ba lá là hai đoạn âm, nhưng mà chữ la chứ không phải chữ lá ha, thêm dấu huyền vô chắc phải biết sai, đúng rồi. À, còn ở phía sau những cái từ khác thì tương đối, nhưng mà khi mà kể thì ở chỗ này là chữ la ha, ha. Nhưng mà đọc dòng kinh thì chữ lá ha. À, Sĩ Thà thêm dấu huyền vô ha, đó là một sự thiếu sót. La phá là gặt hái thu hoạch, là đạt được. Chứ không phải la phù hả? La phù. Rồi, bây giờ mời Sittina ha.
thưa con, kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 366. Appala po pi che pi ku sa la thang na ti man nya ti tang we de wa pa sang san ti sutta sutta chi quin atang di tang appala appala po pi che pi ku sa la thang nya ti man nya ti tang we de wa phát sanh sanh tí xuất tha chi quyền át tăng đi tăng áp áp là trừ trường âm nhấn phá là đoạn âm là phô trừ hai trường âm thông thường phi đoạn âm chê trường âm thông thường phi trường âm nhấn khu đoạn âm sa đoạn âm la xá đoạn âm la trường âm thông thường băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm na trường âm thông thường tí đoạn âm manh trường âm nhấn nha tí hai đoạn âm appala po pitche pikku sala phang la na tí manh nha na tí manh nha tí. Và đoạn kế tiếp là tâm tăng quê đề qua phát sanh sanh tí xuất tha chi quyền át tăng đi tăng tâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường đề qua trường âm thông thường đoạn âm sanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm sanh trường âm nhấn tí đoạn âm sút trường âm nhấn tha trường âm thông thường chi trường âm thông thường win trường âm đọc theo win trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm tan trường âm nhấn tí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm là bồ pi chê pi cú sa la bằng na tí man nhã tí tăng quê đề hoa phát sanh sanh tí xuất tha chi quyền át tăng đi tăng. Dạ thưa con xin cảm ơn, con xin ngài sử dụng cho con, và con cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ con kính chào đạo tràng, con xin đọc câu Phật môn 366. Appala pho pi che bhikkhu sa la phang na ti man nhat ti. Appala pho pi che bhikkhu sa la phang na ti man nhất tí. Ác là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, là trường âm thông thường, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê trường âm thông thường, thích trường âm nhấn, khú xá hai đoạn âm, la trường âm thông thường, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, tí đoạn âm, băng trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Appala pho pi che bhikkhu sa la phang na ti man nhat ti tăng quê đề qua bát sanh san tí sút tha chi quỳnh a tăng đi tăng tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê đê là hai trường, quê đê qua
ba trường âm thông thường, bá, đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, suốt là đoạn, trường âm nhấn, tha, trường âm thông thường, chi, trường âm thông thường, huynh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át, đoạn âm, tăng, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê đề qua bát sằng san tí xuất thà chi huynh á tăng đi tăng. Con xin đọc lại bốn câu luôn. Áp ba la phô bi chê phích khu sa la văn na tí mạnh nhất tí tăng quê đề qua bát sằng san tí xuất thà chi huynh á tăng đi tăng. Ba la phô bi chê phích khu sa la văn na tí mạnh nhất tí tăng quê đề qua bát sằng san tí xúc thà chi huynh á tăng đi tăng. Con xin đọc lại lần nữa. Áp ba la phô bi chê phích khu sa la văn na tí mạnh nhất tí tăng quê đề qua bát sằng san tiếp xúc thà trì huynh át tàn đi tăng. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 366. Áp ba la phô bi chê bi khu sa la phang na ti man nha ti tăng quê đề hòa bát sang san ti sút tha chi win a tăng đi tăng. Áp ba la phô bi chê bi khu sa la phang na ti man nha ti tăng quê đề hòa bát sang san ti sút tha chi win a tăng đi tăng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ấp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, la, pho là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, xá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhá, tí là hai đoạn âm. Áp ba la phô bi chê bi khu sa la phang na tí manh nhá tí. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tăng quê đề hòa bát sang san tí sút tha chi win á tăng đi tăng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đề qua là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tha, chi là hai trường âm thông thường, quyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê đề hòa bát sang san tí xuất tha chi win á tan đi tăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Áp ba la phô bi chê bi khu sa la phang na tí mạnh nhá tí tăng quê đề hòa bát sang san tí xuất tha chi win á tan đi tăng. Abbala pho bi che bi khu sa la phang na ti man nya ti tang we de wa ba sang san ti sun tha chi win a tan di tang.
Ambala pho bi che bi khu sa la phang na ti man nya ti. Tăng quê đê hoa ba sang san ti sun tha chi win a tan đi tăng. Dạ con đã đọc xong, có sai con xin nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 366. Appala pho biche vikusala thang na ti man nya ti tang quê đề hoa bát sang san thi sut tha chi win a tan di tang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appala pho biche vikusala thang na ti man nya ti. Dạ, câu số 1. App là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, vích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Và câu số 2, xá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, ná tí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Tăng quê đề hoa ba sang san tí xuất tha chi vinh a tăng tí tăng. Và câu số 3. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đề hoa là ba đoạn âm. Bá là trường đoạn âm. Quê đề hoa là ba trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, sút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, quy chi là trường âm thông thường, win là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại. Appala pho biche vikusala thang na ti man nya ti tang quê đề hoa bát sang san ti sút tha chi win a tan di tang. Appala pho biche vikusala thang na ti man nya ti tang quê đề hoa bát sang san ti sút tha win a tan di tang. Dạ, con xin kể câu 366. Appala pho biche vikusala thang na ti man nya ti tang quê đề hoa ba sang san ti sút tha chi win a tan di tang. Dạ, con đã phân tích cho con đọc xong. Không có sai, không mong ngại sửa lời giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, xin trong ít giờ cho đạo tràng. Dạ, xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Thiện Vũ Thanh Hoàng và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và còn vị nào chưa trả bài không, xin mời bàn tay. Và Nhật Quỳnh không có trước máy nên không biết vị nào đã trả bài rồi.
vị nào chưa trả bài và vị nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay ạ. Dạ con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh số 300. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh rất nhiều. Như Quỳnh thấy Tâm Hạnh post bài mà sao không cầm mic Tâm Hạnh ơi, có phải là mà trụ cũ mình mới hay không vậy Tâm Hạnh? Không thấy cầm mic, sợ cầm mic rồi bị phát hiện hay sao vậy? Dạ Như Quỳnh thấy post bài. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh rất là nhiều. Dạ con xin được trả bài ạ. Ba la phô vi chê phích khu sa la phang na ti man nhát ti tăng quê đệ qua ba sang sàn ti suốt tha chi huynh áp tanh đi tăng. Áp ba la phô vi chê phích khu sa la phang na ti man nhát ti tăng quê đệ qua ba sang sàn ti suốt tha chi huynh áp tanh đi tăng. Cho con xin đọc lên lần nữa ạ. Áp ba la phơ vi chê phích khu sa la phang na ti man nhát ti tăng quê đệ qua ba sang sàn ti suốt tha chi huynh áp tanh đi tăng. Chú cô gọi lại nhé. Dạ con xin sám hối đạo tràng ạ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn bá đoạn âm la phô hai trường âm thông thường bí đoạn âm chê. Trường âm thông thường phích trường âm nhấn khú đoạn âm xá đoạn âm la. Trường âm thông thường phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm na. Trường âm thông thường tí đoạn âm manh trường âm nhấn nhá tí hai đoạn âm. Áp ba la phô vi chê phích khu sa la phang na ti man nhát tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê đê ba qua là ba trường âm thông thường. Bá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh trường âm nhấn tí đoạn âm. Suốt trường âm nhấn tha chi hai trường âm thông thường, vinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tanh trường âm nhấn, đi đoạn âm, tăng trường âm đọc theo nguyên âm. Tăng quê đê qua bá sẵn sàn tí xuất tha chi vinh á tanh đi tăng. Con xin ôm lời bút câu. Áp bá la phô vi chê phích khu sa la phang na tí man nhà tí tăng quê đê qua bá sẵn sàn tí xuất tha chi vinh á tanh đi tăng. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh. Tâm Hạnh dùng máy gì mà Tâm Hạnh nói là không có mít. Dạ bây giờ máy gì nó cũng có mít sẵn trong máy mà Tâm Hạnh. Sao máy Tâm Hạnh không có mít? Không lẽ Tâm Hạnh dùng máy bàn sao? Dạ. Dạ con xin được kệ ạ. Dạ cho con đọc câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi rồi con kệ ạ. Tỷ kheo giàu được ít, không khi điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Áp ba la phô vì chê bích khu xa la phân na thì mạnh nha ti tầng quê đê qua và sẵn sàng tí sửa tha chi vinh à tạnh đi tăng. Áp ba la phô vì chê bích khu xa la phân na thì mạnh nha ti tăng quế đê qua bà sang san ti xuất tha chi vinh à tánh đi tăng. Dạ con đã đọc và phân tích mà cũng kể luôn rồi. Dạ nếu con đọc và phân tích có sai con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con và mong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ lúc này Nhật Quỳnh lặn rất là sâu. Nhật Quỳnh chỉ giúp Ngài và đạo tràng đỡ nóng tay thôi. Dạ lúc này Như Quỳnh là giải đáp nhân quý vị. Nên là mong đạo tràng hoan hỷ. Duyên ơi, Duyên trả bài chưa? Thanh Thị trả bài chưa? Dạ. Còn vị nào chưa trả bài không? Đưa bàn tay lên để Như Quỳnh khóa sổ đó. Dạ, Duyên trả bài chưa Duyên? Thanh Thị, Tô Thị Phúng nữa nè. Tô Thị Phúng lâu rồi vào đạo tràng. Chưa phải không? Rồi, mời Duyên nhà mời lên trả bài đi cho nó khỏe đi nha. Mời. Mời đúng hay bị luôn hả? Ồ. Giải đáp là gì hả? Dạ cho Nhật Quỳnh đáp lại hả? Cái giải đáp này
mình chỉ để nhắc nồi ha, mình lau bàn ghế thôi đó hà, nó vậy đó, hiểu chữ giải đáp chưa? Rồi nè, mời Duyên nha. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ con xin đến lễ sư trí đức, con xin đến chào đại đức. Dạ con xin trả bài câu 366. Chưa có ready, cô kêu. Afala phu bi che piku sala phang na na ti man phati tăng về đề hòa bát sằng sằng tí xuất thảo chí huỳnh á tăng tí tăng. Dạ con xin đọc lại. Áp bá la phô bí chê bí khú xá la phăng nà tí mạnh nhá tí tăng về đề hòa bát sằng sằng tí xuất thảo chí huỳnh á tăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp là trường âm ngắn, bá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, pít là trường âm ngắn, khú là đoạn âm, xá là xá cô chữ nhỏ quá con xin xá mới, xá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, manh là trường âm ngắn, nhá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Appa la pho bi che bi khu sa la phạc na ti man nha ti. Câu 3, câu 4. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê là trường âm thông thường. Tê là trường âm thông thường. Qua là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Săng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Săng là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Sút là trường âm ngắn, tha là trường âm thông thường, chị là trường âm thông thường, win là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, tăng là trường âm ngắn, trí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê đê qua bát xa sằng sằng tiếp sút thà chít win á tăng tí tăng. Dạ con xin đọc lại hết à. Áp ba la phù bí chê bí khu xá la phăng na tí mạnh nhá tí tăng quê đề hòa bá sẵn sẵn tí sút thà chít huynh á tăng tí tăng. Dạ con đọc xong rồi. Ok. Cho con kể nha. Dạ, Apala pho bi che bhikkhu sala phang na ti man nya ti tang we de wa pa sang san ti sutha chi win a tang ti tang. Apala pho bi che bhikkhu sala phang na ti man nya ti tang we de wa pa sang san ti sutta win chi win a tang ti tang. Dạ con xin xuống mấy cả mô Phật. Alo 123 123 quý vị nghe rõ ha, nhất là Xích Duyên ngộ quá ha, đọc thì sai nhưng mà phân tích thì đúng, kệ cũng hay ha, công nhận Xích Duyên cũng có biệt tài ha,
đọc trường âm đó âm thì bị phân tâm ha, nhưng mà khi vô phân tích đó, thì lại chính xác à. Rồi hôm nay nghe cái giọng kệ cũng tuyệt vời ha. À, trong gương của chúng ta mỗi người một vẻ à, mỗi người một vẻ. Đây chúc Sức Chim Nhung đi dự lễ dân y quan hỷ ha. Rồi hôm nay Sitina cũng tiến bộ ha. À, rồi một số các vị trong room của chúng ta, Sít Thanh Hoàng hả, hôm nay có một cái giọng kệ cũng đặc biệt à, rung rung ngân ngân à, nghe cũng thấy à, nói chung là hôm nay quý vị rất là tiến bộ, rất là tiến bộ à, câu Phật ngôn này khó chứ đâu phải dễ à, nhưng mà quý vị cũng làm một hơi luôn à, xà thủ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vựng của câu Phật ngôn 366 ha. Câu đầu tiên, ấp ba la phù phi chê phích khu. Ấp ba la phù phi chê phích khu. Câu đầu tiên này chúng ta thấy có ba từ. Ấp ba la phù phi là một, chê là hai, phích khu là ba. Appalapobi. Ở đây chúng ta thấy có ba từ đi liền với nhau. Appa là một ha, la phô là hai ha, và chữ pí là ba. Chữ appa đây là một tính từ, có nghĩa là ít ỏi. Appa là ít ỏi. Chữ la phô do cái từ la phá, nó là một danh từ nam tính, akran tapum linga la phá à, có nghĩa là phần thọ lãnh việc thu hoạch, phần thọ lãnh việc thu hoạch. Và chữ la phô này, la phá này nó đứng làm chủ từ mà tham an ekavachana vipatti, cho nên la phá biến thành la phô. Rồi thêm cái chữ áp phí ở phía sau à, là phù vị à, bỏ đi chữ á à, nó là một liên từ, thì là phù vị, chữ áp phí này có nghĩa là ngay cả hay là chỉ có, ngay cả hay là chỉ có. Vậy thì áp là phù vị à, chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi, chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi. Ấp ba la phù pi, chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi. Na phô diệu phô, diệu phô diệu phá thì nó cũng là bê trên chứ không phải là bê dưới ha. À, bề trên giống như bề dưới à, xin nhập quần la phá. Hai, cái từ thứ hai chê, đây là một liên từ, chữ chê có nghĩa là nếu. Bhikkhu là vị tỳ kheo, bhikkhu là vị tỳ kheo. Câu số 2, sa la phăng na ti man nhát ti, sa la phăng na ti man nhát ti. Câu số 2, chúng ta có hai từ, chữ sa la phăng, chữ sa la phăng ha. Chữ sa la phăng à, ở đây do hai từ cộng lại, tức là chữ xá nó là một tính từ, có nghĩa là của mình, và la phân do cái từ la phá, la phá là một danh từ nam tính,
Akrantapumlinga. À, và chữ La Phá này được chia theo đối cách số ít Duttiya Vipatti Ekavachana, cho nên La Phá biến thành La Phân. La Phân là sự nhận được, việc gặt hái được, thu hoạch được. À, La Phá là, à, tức là ở đây Sa La Phân có nghĩa là phần thọ lãnh của mình. Sa La Phân là phần thọ lãnh của mình. À, rồi. À, na ti mình nhá ti, na ti mình nhá ti. Ở đây chúng ta thấy, à, tiếp đầu ngữ na, rồi thêm một tiếp đầu ngữ nữa là a tí, à, tức là na ti mình nhá ti. Cái động từ này phía trước nó na có nghĩa là cộng, rồi cộng với a tí mình nhá ti. A tí mình nhá ti đây là một động từ số ít, à, có nghĩa là nên khi dễ, nên khinh rẻ, nên khi dễ, nên khinh rẻ. Nhưng mà có chữ na, chữ na phía trước có nghĩa là không, không nên khinh rẻ. Như vậy thì câu 1, câu 2 Appala phù bí chè phích khu sa la phần nà ti mình nhá ti. Appala phù bí chè phích khu sa la phần nà ti mình nhá ti. Ngay cả nếu chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi, vì tỳ khưu không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. À, nếu chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi, vì tỳ kheo không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Đó là ý nghĩa của một và hai ha. Bây giờ qua câu 3 và câu 4. Tăng quê đê qua bát sanh sanh tí. Câu số 3. À, ngành Thích Nhật Quỳnh rất ngư luôn. Câu số 3. Tăng quê đê hoa ba sân sanh tỷ. Câu số 3 chúng ta thấy 4 từ. Tăng là 1, quê là 2, đê hoa là 3, ba sân sanh tỷ là 4. Chỉ tăng do đại từ tá. Đại từ tá nó là một đại từ nam tính, và đại từ này được chia theo đối các số ít Duttiya Vipatti Ekavachana, cho nên tá biến thành tăng. Tăng là cái ấy, tăng là cái ấy. Quê đây là một bất biến từ. Bất biến từ này có ý nghĩa thật vậy, chê quê là thật vậy. Rồi, từ thứ ba, đê hoa, do cái từ đê hoa, nó là một danh từ nam tính, Akron Tapung Linga. Và chữ đê hoa này được chia theo là chủ từ số nhiều, tức là Bà Tha Má, Bà Hú Quá Chá Ná Quỳ Phá Tí, cho nên đê hoa biến thành đê hoa. Đê hoa là chư thiên. Đê hoa là chư thiên. Rồi, rồi ba sanh sanh tí, ba sanh sanh tí tiếp đầu ngữ ba, à, là hướng về sanh sanh tí, à, sanh sanh tí, à, cái căn ngữ sanh
có nghĩa là chỉ ra, nói ra. Và đây là một động từ số nhiều ha. Động từ số nhiều bát sanh sanh tí có nghĩa là ca ngợi, ca ngợi. Tán thán, à, như vậy thì theo cái câu Phật ngôn 366 này, câu số 3 này, ha, tâm quê đều hòa bát sanh sanh tỷ, theo ý nghĩa trong cái câu này tiếng Việt ha, à, nếu mà chúng ta cứ y cứ câu Pali và câu Việt, à, tâm quê đều hòa bát sanh tỷ, à, sống thanh tịnh không nhát thì thấy cho quá ha, sống thanh tịnh không nhát thì đó là nó chất quát. À, rồi bây giờ qua câu thứ tư nè. Câu thứ tư này mới nói ý nghĩa của câu số 3 ha, chư thiên khen vị này á, tức là câu số 3 đó. Rồi câu số 4, sút tha chi huynh a tần đi tầng. Sút tha chi huynh a tần đi tầng. Sút tha chi huynh do cái từ sút tha cộng với a chi huynh. Sút tha đây là một tỉnh từ, có nghĩa là đã được trong sạch. Sút tha là đã được trong sạch. Rồi a chi vi đó là một danh tỉnh từ nam tính. À, một danh tỉnh từ nam tính. À, có sự nuôi mạng hay là có đời sống, có sự nuôi mạng hay là có đời sống. Nhưng mà ở đây nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao với pháp tỷ e các quá trình a, cho nên a chi quy nó biến thành a chi huynh. A chi huynh là có sự nuôi mạng trong sạch. Xuất tha chi huynh có sự nuôi mạng trong sạch. Rồi, sút tha a chi vi. Rồi chữ cuối cùng a tần đi tần. A tần đi tần tiếp đồng ngữ a có nghĩa là không. Rồi tần đi tần do cái từ tần đi ta, tần đi ta nó là một tính từ có nghĩa là lười biếng. Nhưng mà chữ lười biếng này tần đi ta được chia theo đối các số ít đu tỷ gia quỷ phát thích e cấu hoài trẻ na, cho nên tan đi ta biến thành tan đi tăng, tan đi tăng. Vậy thì ở đây a tan đi tăng là không lười biến, không biến nhát. Nhưng mà quý vị biết ngài hòa thượng Minh Châu là người Quảng Trị, người Huế ha, Huế Quảng Trị. Và cái tiếng địa phương thì chữ nhát ở đây, à, biến nhát, à, ở tiếng địa phương là biến nhát. Nhưng mà đa số thì người ta sử dụng chữ lười biến ha, chữ lười biến. À, nhiều khi nghe chữ nhát này cái thấy hơi kỳ kỳ ha. Nhưng mà chữ nhát này tức là lười biến, biến nhát đó. Rồi, như vậy thì câu 3, câu 4 này cho chúng ta ý nghĩa. Tăng quê đê hoa bát sanh sanh tí xuất tha chi huynh á tần đi tần. Tăng quê đê hoa bát sanh sanh tí xuất tha chi huynh á tần đi tần. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4. Alo, xin nhập quyền.
Ai xà thủ tập vệ di tiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch, tức là vị tỳ khưu á, ca ngợi có sự trong người đó nữa chứ, chứ ca ngợi sự nuôi mạng trong sạch là ai hả? Tập vệ chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch, tức là vị tỳ khưu á, và không lười biếng ấy. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe nội dung của câu Phật ngôn 366. Thậm chí chỉ có phần thọ lãnh ít oi thì không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch, chứ không có dư vị sao cùng. Trong sạch vị là sao? Ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch, dư vị đứng trước hai chư ca ngợi. Rồi bây giờ chúng ta xin lặp lại ha. Thậm chí nếu chỉ có phần thọ lãnh đi coi, vị tỳ khưu không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. Đúng rồi, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: dầu được chút ít vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Dầu được chút ít vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Đó là lỗi dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn năm chữ: tỳ kheo dầu được ít, không khi điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Dạ mất giá vả. Thôi, tại sao bỏ của dạy lên người ha? Mất dép luôn. Chỗ này đọc là không khí, chứ đừng có đọc không khí nha. Lối dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu á: tỳ kheo dầu được ít nè, không khí điều mình được ha, chứ đừng có đọc không khí chỗ này ha. Sống thanh tịnh không nhá, chư thiên khen vị này. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 366 chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong, nhưng mà trong đạo tràng có vị nào cảm thấy có cái từ nào rắc rối không? Alo, nào rắc rối thì cứ đưa về ý nghĩa từ. Chúng ta học quan trọng khi ví dụ chúng ta đọc tiếng Việt ha, nó lẫn là tỳ kheo dầu được ít, không khí điều mình được, khi mà đọc qua nó chạy với không khí dễ, không khinh rẻ, mà đọc tiếng Việt thành là không khí, thì chúng ta phải đi vào trong cái tẩy hay là không khí, thì chúng ta tìm ra cái từ vựng của cái từ không khí này ha. Tại sao mà vị tỳ khưu ở đây lại nói lên cái chữ không khí ha? Thì chúng ta tìm hiểu về cái phần Bali thì chúng ta biết rằng đây là không khí dễ, không kinh khí, chứ không phải là không khí
mà khi đọc là chỗ này tiếng Việt là không khí là từ quá luôn. Mà quý vị biết chữ không khi dễ, không khinh khi, thì đó là cái từ gì trong Pali ha? Cái từ gì trong Pali gọi là không khi dễ, không khinh khi ha? Chúng ta tìm ra và chúng ta cảm thấy rằng ồ, mình đọc mình hiểu, hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Vào cái vấn đề duyên sự nha. Câu Phật ngôn 365-366 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó như thế này. Trước khi đi vào duyên sự, chúng ta ôn lại câu Phật ngôn này ha. Để cho nó có thứ lớp đi. 355 thì quý vị đã học rồi. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được. Tỷ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. Thì câu Phật ngôn 366 này nói lên cái ý nghĩa nó ngược lại. Appala phù bí chê phí khu sa la phần nà tí mạnh tí tăng quê đề hòa bất sẵn sành tí sút tha chì huỳnh á tành đi tăng. Tỷ kheo giàu được ít, không khi điều mình được, sống thanh tịnh, không nhát, chư thiên khen vị này. Hai câu Phật ngôn này khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm quê Lũ Anh Á, đã đề cập đến hai vị tỳ kheo coi như không có thuận với nhau. Có một vị tỳ kheo trong hội chúng của Đề Bà Đạt Đa là bạn của một vị tỳ kheo trong hội chúng của Đức Thế Tôn. Tức là hồi đó Đề Bà Đạt Đa đã chia rẽ tăng, tạo nên một hội chúng riêng. Và một hôm cái vị tỳ kheo cái nhóm của Đề Bà Đạt Đa trông thấy vị tỳ kheo kia cùng với chư tỳ kheo đang trì bình khất thực. Và sau khi thọ thực xong thì cái vị tỳ kheo của nhóm Đề Bà Đạt Đa đi đến hỏi vị tỳ kheo này: này hiền giả khất thực ở đâu? Ồ, tôi đi khất thực ở nơi này. Ồ, như vậy thì hiền giả có được vật thực gì không? Này hiền giả, chính nơi đây tôi có rất nhiều lợi đắc và vật cúng dường. Vậy thì hiền giả hãy ở lại đây vài ngày đi. Và thế là cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật ở lại nơi đó vài ngày theo lời mời của cái vị tỳ kheo cái nhóm của Đề Bà Đạt Đa, rồi trở về nơi ngủ của Đức Thế Tôn. Các vị tỳ kheo bước được câu chuyện này liền trình lên Đức Phật. Đức Phật ở vị tỳ kheo đến và phán hỏi rằng: này tỳ kheo, có thật chăng được nghe nói rằng người đã hành động, đã đi theo với cái phe nhóm của Đề Bà Đạt Đa? Bạch Đức Thế Tôn, có thật là như vậy. Con vì nể lời của vị tỳ kheo bạn cho nên đã ở đó vài ngày, chứ con không có hoan hỷ với hội chúng của Đề Bà Đạt Đa. Này tỳ kheo, tuy ngươi không có hoan hỷ với hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà ngươi vẫn ở chung trong hội chúng ấy như là người có sự hoan hỷ trong hội chúng ấy. Này tỳ kheo, chẳng phải hiện nay ngươi đã hành động như thế, mà trong quá khứ cũng đã có những cái hành vi như vậy rồi. Và theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ kheo, Đức Phật đã thuyết lên bốn sự Mahila Mukha. Tức là trong cái thời gian đó, con voi Mahila Mukha nghe bụng cướp nói, rồi nổi ác tính lên bởi vì sống chung với bụng cướp. Cho nên con voi nó mới quật chết cái người này, người quán tượng. Nhưng mà sau khi nghe vị Sa Môn nói, nó đã trở nên một con voi có đức hạnh cao quý, tức là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rồi Đức Phật kết thúc: này chư tỳ kheo, để thường vị tỳ kheo chỉ nên hoan hỷ với lợi lộc của mình,
không mong muốn lợi lộc của người khác. Vì trong các loại thiền định, minh sát và đạo quả tuy chỉ là một pháp, cũng không phát sanh đến những cái người mong mỏi lợi lộc của người khác do tâm tham. Các cái đức tánh của thiền định chỉ phát sanh đến vị tỳ kheo hoan hỷ với sự tri túc của chính mình. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên hai câu Phật ngôn, trong đó câu Phật ngôn 366 đã kết thúc buổi sinh hoạt. Có nghĩa là với câu Phật ngôn này thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc đạo quả, nhất là thánh quả Tu Đà Hoa. Appala phù phí chê phí khu sa la phần nà tí mình nhá tí tăng quê đề hòa bất sân sành tí xuất tha chi huynh á tành đi tăng. Tỷ kheo giàu được ít không khi điều mình được, sống thanh tịnh không nhát chi thiên khen vị này. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng theo phe phản Phật, một đôi ngày dự lễ trai tăng lộc đủ đầy, sư mới về chùa tăng hỏi tội, dắt lên để Phật vỡ sư ngài: đừng khinh lời nhỏ đến cho ta, khao khát tài to của bái già, tâm mở vòng cầu như kẻ khác, tỳ khưu không đắc định cao xa. Dẫu rằng lãnh ít cũng vui lòng, chánh mạng tỳ khưu sống sạch trong, vô nhiễm chư thiên hằng kính mộ, định thiền tu tập dễ thành công. Kiếp trước là voi mặc nữ nhi, khi hiền khi dữ tại ngu si. Nghe đâu tin đó sanh tà kiến, rồi lại quay về với chánh tri. Như vậy câu Phật ngôn 365, 366 chúng ta đã kết thúc. Và trong cái duyên sự này, trong câu chuyện này thì quý vị thấy sao? Một người giàu được ít, đây không am chỉ rằng cái vị tỳ kheo ha, mà chính cá nhân của chúng ta trong tư chúng, Đức Phật am chỉ đại diện thôi ha. Tức là chúng ta giàu có được ít, nhưng mà cũng không khi dễ, không coi thường cái điều mình đã có, mà nên vui mừng để của đã có, tức là nên có sự tri túc. Khi mà chúng ta có sự tri túc thì chúng ta sống thanh tịnh không nhát, tức là không có lười biếng, chúng ta độc cư nhàn tịnh. Và khi độc cư nhàn tịnh, tìm một chỗ vắng vẻ, ngôi nhà trống, gốc cây, a ma một địa, chúng ta sống trong đó với một cái tâm coi như là tri túc, thanh tịnh, vui lòng đến của đã có, thì với hành động đó chư thiên sẽ ái kính chúng ta, chư thiên sẽ hỗ trì chúng ta. Giống như cái câu nói của Đức Phật: tham mô ha quê rất khá tiết thầm má cha thì thực hành theo pháp thì sẽ được chư thiên hỗ trì. Bởi vì cái vấn đề nhân quả mình làm đúng thì kết quả sẽ đúng, và khi mình thực hành theo pháp thì pháp sẽ hỗ trì chúng ta. Mà pháp hỗ trì ở đây chính là những cái nơi văn vẽ đó, chúng ta nương nhờ nó chính mình. Và chính cái sự nương nhờ nó chính mình, các vị chư thiên họ cũng theo hộ trì, họ hùng phước với mình, họ bảo vệ mình để họ hưởng một phần phước báo do cái từ trường, do cái phước của mình lan tỏa ra. Thì đây là một cái điều quan trọng ha. Tức là quan trọng ở đây á, chư thiên khen hay không, mình có đi trên đôi chân của mình hay là mình đi bằng hai đầu gối, mình có thở bằng cái lỗ mũi của mình hay là mình thở bằng lỗ mũi người khác. Cái điều mà chúng ta quỳ lụy van xin, năn nỉ cầu khẩn thì cái hình thức đó chư thiên không có quan hệ.
hỷ. Và chư thiên hoan hỷ khi chúng ta tự mình vượt lên chính mình, chúng ta có sự hoan hỷ với chính bản thân của mình, có sự chi tốt, không khi dễ người khác. Những cái gì có trong tầm tay của mình, tức là chúng ta hãy biến những cái tầm thường trở thành phi thường. Rồi bây giờ thời gian còn lại để cho quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Alo, xin mời bàn tay của quý vị. Hôm nay thấy Sĩ Thiền Vũ này phân tích chính xác nè, mà có dòng kệ cũng hay à. Alo, Sĩ Thiền Vũ có chiếc máy không? Sĩ Thiền Vũ có chiếc máy không? Có ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn 366? Cứ tự nhiên, xin mời Sĩ Thiền Vũ có ý kiến về câu Phật ngôn này. Cứ mạnh dạn đi, giống như khi lên đọc giọng kinh, ngâm giọng kệ. Alo, Sĩ Thiền Vũ. Cứ tự nhiên, mến chào Sĩ Như Hoàng vừa đến với Pháp hội. Rồi, mời Sĩ Thiền Vũ ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con đang lắng nghe Sư kể duyên sự, Sư giảng hay quá. Mà Sư hỏi con thì chắc con cũng chỉ lặp lại như con vẹt những lời Sư nói. Thì con thấy Sư nói hay quá rồi. Thì con thấy đúng là cái gì mà không kể vị tỳ kheo con cũng chẳng biết trong cuộc sống của tu sĩ, nhưng mà con nghĩ nếu như ngoài đời thường mà mọi người mà thiểu dục chi túc mà bằng lòng với cái những cái mình có đó mà sống giản dị thì con nghĩ bao giờ cũng tốt hơn. Thì con chỉ biết vậy thôi ạ, chứ còn con thấy Sư giảng hay quá rồi ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Hello. Hello, có nghe được không? Trời ơi, tôi thấy im re hết trơn à, sao không thấy? Yeah. Sư, con xin kính chào sư, kính chào các tu nữ và quý Phật tử. Còn có 20 phút nữa, thôi để con chia và sẻ ra chút đỉnh thôi. Còn hồi nãy con cũng nghe sư nói nhiều, con mất ngủ. Và trong cái câu này á, thì câu hai câu Kinh Pháp Cú 365, 366. Để con coi lại con.
không khinh, câu 365, không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tùy kheo người không khinh chính thiền định, tùy kheo giàu được ích, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh, không nhát, chư thiên khen vị này. Thì con nghĩ rằng trong cái câu này, Đức Phật muốn nói là các vị tùy kheo, là các đệ tử của Ngài, cũng như Phật tử của bên Phật giáo, thì phải biết chi túc chi ơn á. Cho dù người ta cho mình miếng nhỏ hay đồ nhỏ không quý giá, nhưng cái việc người ta đem cho là mình cũng phải biết ơn cái việc đó, và mình biết sống đủ, dễ dạy, dễ nuôi, gọi là tiếng Hán Việt gọi là dị giới, dị dưỡng. Thì nếu mà biết sống có một sự hiểu biết về cái cuộc sống, không nên bon chen á, không nên đứng núi này nhìn núi nọ. Những gì mà mình có được là do cái phước của mình tạo ra. Nếu mình muốn hơn thì mình phải đáng cố gắng dùng hết cái sức mình để mình làm. Đó là trong việc sống hàng ngày đối với Phật tử. Còn với vị tỳ khu thì tinh tấn, tinh cần, đáng chăm chỉ học, nhớ những lời Đức Phật dạy, hành thiền, thiền định cũng như thiền chỉ, để tinh tấn đạo được tới những đạo quả mà mình ước mong. Còn vấn đề sinh sống mỗi hàng ngày đó, thì thường ngày đó, thì nên biết đủ thì tốt hơn. Tại vì cái cần với cái muốn nó rất khác nhau. Nếu mà mình cần á, có chỗ đi ngủ, có quần áo để mặc, có cơm để ăn, có nước để uống, có thuốc để trị bệnh khi cần á, thì đủ rồi. Chứ không nên muốn nhiều quá là muốn giống như cái túi tham nó không có đáy, biết bao nhiêu mà đủ. Nếu mà chạy theo cái đó thì không còn tâm trí nào mà coi lại cái tâm của mình, tại vì nó cuốn hút theo cái sự tham dục đó thì rất khó tu tiến. Khi mà ngồi mà tập trung cái tâm để mà trụ lại một chỗ để suy nghĩ hay nhớ cái pháp Đức Phật dạy, hay hành ra cái pháp đó, mà cái tâm nghĩ nghe cái mùi đồ ăn bay ngon quá, hay mãi đi qua trên chỗ kia thấy người ta nướng thịt heo thơm phức à, nhớ phải chỉ có một miếng ăn cũng đỡ diện lắm à. À, thấy bận có cái áo cà sa một màu hoài chán quá, mấy người ta ở ngoài bận áo này áo kia đẹp quá, đeo vòng qua. Ở bên Ấn Độ ngày đó đàn ông cũng đeo vòng vàng đầy nhấp luôn, con coi phim Ấn Độ thấy đeo như lời tối vậy, rồi có đeo vòng hoa nữa, đẹp dữ lắm. Thì nếu mà càng muốn nhiều thì cái tâm nó phóng ra càng nhiều với những cái cảnh hay là những cái vị, những cái mùi hương gì đó, thì cái tâm không có được định lại. Nhưng mà trong đây thì Đức Phật giảng là không có đơn giản giống vậy. Không sống thanh tịnh, tức là cái tâm mà nó hành xả rồi đó, nó đối với các bát phong bát khổ đó thì con người cao siêu lắm rồi, mà không ganh tị. Người ta thường hay ganh tị tham sân si lắm, đó là chuyện thường ở đời, mà không ganh tị tới cái bậc tam quả đó, thì mới không còn ganh tị nữa. Cho dù cái bậc mà sơ đạo sơ quả đó thì cũng vẫn còn tâm ganh tị, sân si trong cái vi tế, thì cái nào cũng còn hết. Thì Đức Phật dạy là những cái từ từ thì làm cho giữ giới, tâm thanh tịnh, đừng kiểm soát, thu thúc, lục căn, lục trần đối với cảnh vật ở ngoài vậy đó. Thì từ từ cái tâm nó dịu, nó mềm, nói sao ta? Nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó định xuống, nó không bị cuốn khúc, không bị lôi cuốn dưới những cảnh ở ngoài đời, lục căn lục trần đó. Sắc tinh khí vị xúc thì nó đỡ hơn, thì cái sự tu tập sẽ được tiến bộ hơn. Theo con hiểu là như vậy đó. Tại vì Đức Phật nói những câu này thì rất ít, giàu được ít hay cái không có điều không tốt, nhưng mình không khinh điều mình được thì rất khó. Những người mà người có những tùy theo cái nghiệp của họ tạo trong quá khứ, cũng một vị tỳ kheo đó, mà vị tỳ kheo đi trước mình một chút để được cái đồ ăn ngon hay được đồ tốt hơn mà mình không được, thì mình phải biết rằng cái đó là do nhân quả thôi, mình không có phước để hưởng những điều tốt đó.
thì biết cái đó, nếu mà hiểu giống đó, dần đi cái tâm mình nó xuống thì con người nó sẽ dễ sống, dễ chịu, thoải mái hơn. Chứ mà so sánh cái này cái kia là có còn những sự ham muốn ngã mạn, khinh khi điều mình ít ỏi chẳng hạn như vậy. Thì con thấy cái điều mà này là nói tới nói lui những câu Đức Phật dạy đều dồn hết vô cái tâm. Cái tâm phải giữ vững, cái tâm phải biết khi nào cái cảnh mà vô tới là mình phải biết cái điều đó là cảnh tốt hay cảnh xấu, cái điều đó thiện hay bất thiện, mình nên kiểm soát cái đó. Nhưng cái đó khó lắm. Con thấy người rồi trong ngoài đời đó, ai khen mình chút là mình khoái lên, ai mà chơi hay là nói gì mặc dù chuyện đó đúng cũng nổi sân lên hết trơn, kệ tôi. Còn thấy trong gia đình con vậy, miệng con hay nói bị dạt hoài, kệ tao mà nhiều chuyện chẳng hạn như vậy, con thấy vậy hoài. Nhưng bây giờ nhớ hồi đó mình nghĩ rằng mình nói vậy cho đúng, cho bỏ bớt lại, không ngờ bị chửi hoài, không biết tại sao. Bây giờ lớn học pháp rồi mới biết rằng cái tùy theo cái người đó, cái sự hiểu biết của cái người đó họ có biết không, thì lúc đó mới ấy thôi. Chứ mình nói hoài cũng nói bởi nói có người nói chứ mày muốn nói phải đánh lưỡi 7 lần, ngồi phải đánh lưỡi đếm đánh lưỡi 7 lần á. Còn trẻ thì còn nhớ, lúc mà già rồi tới cái đánh lưỡi lần thứ 7 không biết hồi nãy mình nghĩ mình sẽ nói cái gì nữa cũng chết chắc nữa. Nhưng cái đó cũng để những câu ngạn ngữ mà ngày xưa mà người ta nói, giờ con nghĩ lại cũng ít, là khi mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình nên chậm chậm lại. Khi mình chậm chậm lại thì mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ, mình coi cái việc mình nói có hợp lý không, có thích hợp không, cái điều có nên làm không, có cần làm không, thì nó tốt hơn. Chứ mà nói nhanh làm nhanh thì nhiều bị, có nhiều cái sơ hở, nhiều bị vấp ngã. Chỉ trừ những người nào mà họ thật thiệt là thông suốt, họ dễ dàng đó, họ làm cái gì, họ nói gì, họ nghĩ làm bụp nhanh đó, thì họ quen rồi. Cái đó là về cái tâm thôi. Nhưng mà về cái khả năng thì ở ngoài đời đó, thì con thấy lúc con làm nhà hàng đó, thì con thấy mấy cái người mà chặt hành chặt á, họ chặt quen á, họ không cần dòm, họ cái tay ở đấy họ chặt chặt rất là nhanh. Con đứng con coi thấy chặt bụp. Mà con nói con mà chặt vậy, con chặt vô cái tay, nhưng mà con suy nghĩ ra đó thì con thấy cái chuyện đó cũng không khó. Nếu mà cái người đó cố gắng họ làm hoài, họ hỏi sao mà hồi đó ông chặt nhanh hơn đó. Trời ơi, chặt vô tay nhiều lần lắm, nhưng mà từ từ chặt quen rồi thì nó được giống vậy. Tôi hỏi ông làm sao mà ông nhận biết, ông nói cái bản dao mà nó vô với cái chạm vô cái tay ông chặt quen đó, thì khi mà ông làm rất nhịp nhàng, khi mà cái bó hành hay cái gì đó, cà rốt hay gì á, ổng để ổng chặt thì ổng cái tay ổng chặt ổng giữ đó, nhưng mà ổng phải chú tâm đó, ổng phải mua cái củ cải nó từ từ tới đó thôi, chặt hết rồi không còn gì chặt. Thì bây giờ con nghĩ như vậy, thì thật ra con làm chủ nhà hàng mà con không có làm, con chỉ đứng trên lấy tiền như vậy, chạy bill xuống thôi. Thì cái gì cũng biết làm, nhưng mà làm sơ sơ vậy nhất cần thôi, chứ không có làm đó. Thì con thấy có những người làm rất là hay. Cái đó cũng một cái sự, do cái sự mà mình làm hoài, biết mình quen đi, thì đối với cái tâm của mình, nếu mình tập nó hoài thì cái tâm của mình nó cũng quen, nó cũng thuần thục đi. Khi mà tới chỗ đó cái mình nghĩ rằng cái đó là không tốt thì mình làm vậy đi. Chứ theo như Đức Phật nói, phải gặp bậc thiện tri thức. Thật con nghĩ là thiện tri thức đó, mà hôm qua mà sư nói đó, thì con thấy mấy chị em trong đây mà chia sẻ đó, thì con thấy cái đó là chỉ là bạn tốt thường thôi. Chứ thật ra thanh nhi tá, thanh nhi tăng đó là những cái bậc đó, là trong cái chú giải là những bậc thánh nhân không à. Mình rất khó gặp mấy người đó. Mấy người đó không có chịu nói cho mình tốt cái này tốt kia đó, họ chỉ nhìn những cái lỗi, những cái sai của mình, họ nói ra để cho mình sửa thôi. Chứ như mình chia bạn này bạn kia thì cái đó chỉ là bạn thường ngoài thôi, không thể gọi là bậc thiện trí được. Bậc thiện trí là phải bậc thánh nhân rồi, thì mình đời này sao biến gặp bậc thánh nhân được. Mình lo mình gặp bạn tốt là mừng lắm rồi,
những cái bạn tốt đó, thì nó cũng thay đổi nhiều lắm. Tại vì nó cũng là người thường, nhiều khi nó nghe nãy kia, bữa trời mưa trời nắng, bữa vui bữa buồn, nhiều khi nó cũng thay đổi, nó cũng quay mộng mộng về chuyện gia đình nó, vì cái quyền lợi nó cũng đổi thay trong trống, thì cũng khó tin dữ lắm. Bữa nay là bạn, ngày mai là thù, thì rất là khó. Bởi có nhiều người thấy ông này bác sĩ kỹ sư dân giàu có đàng hoàng mà sao ổng lừa gạt tôi vậy. Thì lại đời là vô thường mà, chỉ có bậc thánh nhân người ta không có còn cái thân kiến, cái tự ngã của họ, họ chỉ nhìn ra phép thiện, những cái pháp thiện và pháp thiện người ta không có thay đổi được. Thì rất tốt những cái bậc thánh nhân hay là bậc thiện trí thân như ta rất là khó gặp, có phước mới gặp. Như trong mấy cái câu pháp cú này là do Đức Phật giảng tới những vị tỳ khu hay những Phật tử hay những ông bà la môn hay những người mà có đủ nhân duyên với của ngài, thì ngài giảng thì thường mấy người đó đều được có phước để hưởng cái hương vị của pháp vị hết, chứ không có thường mà gặp bậc thiện chí đâu. Người ta không có nói những điều mình thích nghe đâu, là sao mày mới nay sao mày thấy mày trẻ quá, cho thấy mày ốm quá, mày đẹp quá vậy, sao mày hên chẳng hạn vậy. Người ta không có, người ta không có quởn, người ta không có nói những chuyện đó. Những chuyện đó là chuyện ở ngoài đời, người ta chỉ sửa cho mình những cái sai của mình thôi, mình không nghe nghe thôi, mà mình săn lên á, mình nghĩ ngược bậy bạ đó thì người ta không có nói nữa. Thì con thấy có một vị sư giảng cho con nghe về cái bậc thiện chí thế này, thì này vị tỳ khu thôi, mình phải tập để mà từ từ cái tâm nó tốt, chế ngự được thì mới diệt được các kiết sử, thì mới vô hạng thánh nhân được. Hạng thánh nhân được là khỏe rồi, cái thu bớt đi cái đoạn đường, cái thời gian phải luân hồi. Trời ơi, còn 5 phút nữa nói với cũng đủ rồi hả? Quý vị nghe có ok không? Ok thì lên chia sẻ tiếp, không ok thì hỏi tiếp. Bây giờ nhượng nói cho người khác lên chia sẻ tiếp. Sư ơi, sư đi đâu rồi sư? Hồi tối con thức khuya con coi bầu cử, con mệt quá rồi sư ơi. Dạ con tới đây con nói cũng đủ rồi, để chia, để nhường máy để cho người khác lên, để thôi cầm máy hoài có người cho ăn chè nữa con sợ dữ lắm. Dạ con xin nhận máy là cho tất cả, cho cái người khác. Dạ con cũng xin cầu chúc quý vị trong đạo tràng này được một buổi chiều ăn vui. Alo. Dạ xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, xin cảnh lễ ngài Trí Đức, xin chào tất cả các đạo hữu. Thì hôm nay mình học kinh pháp cú là 365 và 366 thì mình rất là thích, bởi vì mình cũng như là bậc của mình lại coi kinh bậc người có được lại sinh tự hiền, thanh ganh sao động chẳng yên, tùy theo như vậy định thiền khó thay. Và câu 366 là tỷ kheo dạo được ít không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen nghĩ này. Thì như là mình đã có gian năm 2019 thì mình có dịp được đi qua Ấn Độ ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tại sao mình người Việt Nam mà nói về Ấn Độ, bởi vì á ở Việt Nam thì mình hiếm khi được có dịp mà thân cận các bậc các vị sư. Chỉ khi qua Ấn Độ mà tham dự cái Vitaka đó thì mình đó, đi một tháng, thì nhờ đó đó mình được tiếp cận những vị sư bên Ấn Độ. Và mình khi mà đọc câu pháp cú này thì mình rất là thích, vì mình đã trải qua, mình đã biết một vị có được những cái mà Đức Phật đã nêu ra trong câu kinh pháp cú. Thì vật của mình lại coi khinh á, thì vị sư này cũng là một vị, ngài là Venda Kasambadi, ngài cũng là phó tăng thống Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng rất là khiêm nhường. Khi mà không thân cận ngài thì không biết ngài là ai đâu, và ngài cũng rất là sống cuộc đời đơn giản. Thì khi mà ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng trước cái Bồ Đề á, thì thấy có nhiều vị đến đảnh lễ ngài, trong đó có các vị sư người Thái Lan và những vị sư khác và cả Phật tử nữa. Thì khi mình thân cận với ngài thì thấy là có một cái sự an vui, và thấy rõ được, mình cảm thấy, mình cảm nhận là có một cái tâm từ nơi vị này. Thì khi mà tất cả người Phật tử mà đến cúng dường ngài á, thì dầu là 1 rupee hay là 10 rupee thì ngài vẫn hoan hỷ và tiếp nhận. Nhưng mà những cái sự bố, những cái đồng tiền bố thí mà ngài nhận được á, ngài không có giữ cho mình,
mà Ngài lại đem giúp những người khác, như những vị tăng có cái cuộc sống khó khăn, hoặc là những bhikkhu ni tại Bangladesh. Bởi vì như các bạn biết là bên Bangladesh là phần đông là người Hồi giáo, và chỉ có mấy chục phần trăm, 20% thì phải là người là Phật tử, là Phật giáo thôi. Vì thì mới sau này, cho nên là dĩ nhiên là khi mà có cái khi là mới thì có những cái nó không được hoàn hảo lắm. Thì người phụ nữ ở Bangladesh rất thường bị coi thường, và khi mà người nữ xuất gia thì rất là khó, và tăng ở bên Bangladesh còn khó khăn huống hồ gì phái nữ. Bởi vì vậy cho nên ngoài vực người nữ là như vậy, chứ không phải là có sự đứng mắt theo mình nghĩ. Thì ngài không có nghĩ cho mình mà nghĩ cho những cái người dân Bangladesh, vì ngài xuất thân từ một gia đình nghèo và ngài đi tu từ năm 8 tuổi. Bởi vậy cho nên ngài hiểu cái sự khó khăn của người nữ trong một gia đình người Bangladesh, và ngài khuyến khích người nữ đi tu. Nhưng mà mình không biết là ở Bangladesh có tu nữ không, nhưng mà thấy là cái toàn bhikkhu ni. Và ngài để dành cái tiền đó để mà mua một miếng đất, mà nghĩa là ngài cùng hùng với một số Phật tử để mua một miếng đất để cho các bhikkhu ni này mở một cái trường thiền và có chỗ để mà sinh sống. Thì mình khi tiếp cận với ngài thì mình thấy là ngài rất là trong sạch. Cuộc sống này rất là đơn giản, không nghĩ về mình nhiều mà nghĩ về mọi người xung quanh. Và khi tiếp xúc với những vị tăng khác thì mình thấy những cái vị đó có những cái ngôi chùa rất là to, rất là đẹp, nhưng mà mình cảm thấy là không được an vui khi tiếp cận với những vị ấy. Và trong và dĩ nhiên tất cả các tăng ấy đều là phàm tăng, và dĩ nhiên là mình cảm thấy có một cái sự ganh tị nào trong đó. Thì mình thấy là một vị tỳ kheo tu rất tốt, rất là đơn giản, trong khi những vị mà được chùa to nhiều, có những Phật tử thì nó không được như là trong những cái lời Phật dạy, là có sự ganh tị trong đó, có sự như mạng thì phải cho xin như là xét lại. Nhưng tại vì là các thầy sư mình không có dám nói nhiều, nhưng mình cảm nhận là như vậy đó. Thì qua cái việc tiếp cận này thì mình nhìn rõ hơn, và từ đó là thôi thúc mình phải tìm hiểu kinh điển cho thật rõ để mà không có sự sai lầm trong cái việc tu tập của mình. Và qua ngày thì mình cố gắng mình học hỏi nhiều thêm, hiểu rõ kinh điển, cố gắng tham gia những cái buổi học online như vậy, cố gắng nghe các sự phát biểu của các đạo hữu để mình mở mang kiến thức thêm, có nhiều kinh nghiệm hơn. Về bạn Thiện Trí Thức mà mình nói ngày hôm qua, là đúng như chị Kim nói là rất khó gặp những cái vị thánh tăng, những vị tu tập tốt, bởi vì các vị ấy thường ẩn tu trong dãy núi Himalaya. Nhưng nếu mà bạn có phước á thì sẽ gặp được vị ấy, nhưng mà rất là hiếm. Thì ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng có những vị tu rất là tốt, nhưng mà bạn phải có nhân duyên thì mới gặp được, hoặc đảnh lễ và cúng dường ngày được. Về bạn Thiện Trí Thức mà mình nói trong ngày hôm qua, nghĩa là những người bạn tu, những người bạn đạo trong cái thời gian mình tu tập á, thì họ cũng giúp mình rất là nhiều. Họ cũng không phải là họ khen mình, nhưng mà họ coi như là chấn chỉnh sửa, coi như là nhắc nhở khi là mình dễ vui trong cái việc tu tập, hoặc là mình không có chú trọng đến việc học hiểu về Abhidhamma, hoặc là kinh Tương Ưng, hoặc là những bài kinh khác. Cho nên là chỉ phạm trù là người bạn đạo mình thông hiểu thôi, chứ mình không nói về các thánh tăng, bởi vì mình chưa gặp các ngài ấy cho mình không biết gì để nói. Thì dĩ nhiên là các vị thánh tăng là bậc Thiện Trí Thức, và thật ra là những vị sư mà tu hành chân chính cũng là bậc Thiện Trí Thức để mình nói theo. Dạ, đó là ý kiến của mình, có gì sai thì xin
sư chỉ dẫn cho con thêm. Bởi vì nói chung là con chỉ mới biết Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có 7-8 năm nay à, mặc dầu con ở trong một gia đình bên chồng con là tôn giáo Nguyên Thủy là thuần thành, nhưng mà vì duyên con chỉ có bấy nhiêu thôi, và chỉ vài năm nay là con chú trọng học mà hiểu, để tìm hiểu về kinh điển, cho nên cái sự hiểu biết của con rất là nông cạn. Thì có gì nhờ các bạn và sư chỉ dẫn mình con, có gì sai thì xin chỉ giúp cho con. Dạ con xin cảm ơn ạ. Con xin xuống mic ạ. Sa thủ, sa thủ. Hôm nay sự chia sẻ của Sĩ Kim và Sĩ Tùng Mai. Sĩ Kim nói không biết nói gì, nhưng mà thật sự ra đúng là như vậy. Bởi vì chúng ta còn đang hoài nghi mà, còn giới cấm thủ, còn thân kiến, thì chúng ta biết gì? Nhưng mà không biết nói gì, nhưng mà cũng đưa lên những cái sự suy nghĩ, những cái điều thực tế của giáo pháp. Không nói nhưng mà có nói đó. Còn riêng Sĩ Hồng Mai á, hôm nay được nghe ý kiến của Sĩ Hồng Mai, Sĩ đã nói lên cái ý nghĩa của cái câu mà ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, kẻ điên. Trong một hội chúng nào, trong một tập thể nào, trong một cái xã hội, cộng đồng nào cũng có thành phần thiện và bất thiện. Mà ở đây chúng ta thân cận những bậc thiện trí thức để chúng ta học hỏi, để chúng ta được hoàn thiện chính bản thân mình, tức là phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Thì hôm nay Sĩ Hồng Mai chia sẻ cũng rất là hay. Phóng viên về Ấn Độ, mà chính trên đất nước của chúng ta, quý vị đã gặp Ngài Pháp Minh chưa? Ngài Pháp Minh mà trong cái kinh Pháp Cú này nè, những cái duyên sự của Ngài dịch. Ngài là một cái vị mà tu tập không phải là tu tập ở chùa, mà tu tập ở trong cái lò gạch á, lò gạch người ta bỏ hoang á, Ngài đã tu tập ở đó, tại Việt Nam này, ở tại Thủ Đức ha. Mà Ngài khi mà viên tịch á, trên cái hình thức là Ngài ngồi thiền để mà viên tịch, chứ không phải là coi như bệnh hoạn ốm đau, rên la khổ não với cần cái nghiệp để rồi Ngài coi như đúng rồi. Đó là Ngài thành pháp môn minh sát khổ. Ai muốn hỏi đạo Ngài á thì ít nhất phải ngồi 2 tiếng, 2 tiếng để thấy được cái thân thọ khổ. Và khi mà 2 tiếng mà không 2 tiếng đủ rồi, chứ không phải 6 tiếng. 6 tiếng là cái lời nói 6 tiếng. Nếu mà không có người cần sự nam nói chuyện, người nữ chỉ có nói 6 tiếng à. Đó là luật. Mà 6 tiếng đồng hồ ai nói cho, ai chịu cho nổi hả? Sĩ Kim. Thì chúng ta biết rằng không riêng gì ở các nước khác, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cũng có những vị như là Ngài Pháp Minh. Ngài ngồi thiền để Ngài viên tịch, nhưng mà đối với xã hội họ không biết. Họ nghĩ rằng ông này bị trúng gió ông chết, cho nên phun rượu, phun xoa bóp để cho nó mềm ra, rồi duỗi người ra, chứ thật sự không có cái hòm nào mà coi như cái hòm hình ngồi hết á. Cái hòm á, thường thường là cái hòm á, nó có 6 tấm thì coi như nó phải nằm dài à. Cho nên cái trường hợp của Ngài Pháp Minh đó là một cái gương sáng để cho chúng ta thấy rằng Ngài đã thể hiện theo câu Phật ngôn này rất tốt. Tức là giàu được ít, không khi điều mình được, sống thanh tịnh, không nhát, chư thiên khen vị này. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta cũng đã lỗ 5 phút ha. Sa thủ Sĩ Kim, Sĩ Hồng Mai đã chia sẻ rất là đi vào trọng tâm. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và kinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là Sachawache Nát Sô Thị Vô Phô Thị Sa Phật Đà. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam Mô Bụt Thầya. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Alo, Sư Hồng Nhật. Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai